Dạ, em xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì shop thổ cẩm Nhật Bản Bình Định xin được giới thiệu với mọi người cái video số là 566. Và video này em sẽ giới thiệu mọi người một lô máy. Ngày hôm nay em có 20 máy nha mọi người. Và có size từ size 1.000 đến size tầm khoảng là 8.000. Và giá em báo trong video này thì chưa bao gồm phí ship ạ. Bên em có ship có toàn quốc và phí ship của mọi đơn đối với máy là 30.000 ạ. Khách nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Và khách có nhu cầu đặt hàng thì xin vui lòng liên hệ với shop thông qua số điện thoại là 0974088309 hoặc là kết nối Zalo qua số 0766609682 nha mọi người. Thì đầu tiên xin được giới thiệu mọi người con máy số 1 ở đây em có này. Thì con này ở đây em có là đây là một con máy của Ryobi. Con này là một con dòng máy Ryobi và máy này thì dòng Aplos SS700i. Con này thì cối là bằng kim loại nhá, thân và tay quay thì bằng carbon. Con này là có 6 bạc đạn nha mọi người. Có Rito là 5.2 ạ. Thì con này ngoại hình bên ngoài thì nó không được đẹp lắm. Nhìn nó hơi tối máy nhá. Đây có bong tróc cái phần lớp si mà ở cái nút vặn thế này. Con này thì ngoại hình nó không được đẹp, em báo con này ngoại hình gọi là hơi xấu một xíu. Đây cái tay quay có bong tróc này. Form của máy thế này. Con này size của máy, máy này thì size tầm 1.000 nha, cước số 3 vào được 65m. Đây, con này size 1.000 nhưng mà ngoại hình máy thì cũng khá là lớn chứ không có nhỏ. Em báo máy theo size nha, theo cái thông số cước nha. Mô bin sóng, lưỡi gào của máy vẫn còn. Con đang ngồi này của máy đây. Gạt cước thì hoạt động tốt. Máy này thì cái mực in trên thân máy nó cũng bị bong nhẹ thế này nha mọi người. Nó bong ra rồi, chúng ta không có thấy rõ hơn ở trên cái mực in này. Còn hoạt động đây, máy này thì hoạt động khá là ok, quay nhẹ mượt êm nha. Chỉ có cái ngoại hình nó không được đẹp một xíu thôi. Và máy này thì chạy bằng 6 bạc đạn, máy của Ryobi. Hoạt động của máy, máy quay rất là nhẹ nha. Khá là mượt máy luôn. Và máy số 1 này là máy của Nhật nha. Máy số 1 này có giá 350.000, máy nặng là 274g, máy này chạy bằng 6 bạc đạn. Con này thì chỉ có ngoại hình nó không được đẹp một xíu ha. Tiếp đó là máy số 2. Máy số 2 ở đây em có là một con máy của Shimano dòng Hardy Spin 1000. Con này thì cối là bằng carbon nhé, thân và tay quay. Cối thân bằng carbon, tay quay nhôm thế này, đổi được tay quay trái phải. Tay quay thì nó bị oxy hóa nhẹ một xíu bên lớp xi bên ngoài. Thì con này cái lớp tem trên cối nó cũng bị sờn lớp tem như thế này ạ. Size thực của máy cũng là 1000, cước số 3 vào được 65m ạ. Mô bin sóng, lưỡi gào của máy vẫn còn. Con đang đây ạ. Gạt cước hoạt động tốt. Ngoại hình thì con này nó cũng có hết sơn nhỏ, có những vết sơn bên thân máy thế này. Size của máy là 1.000, hoạt động của máy này quay khá nhẹ nha. Đấy. Máy quay nhẹ mượt, chốt chạy ạ, hoạt động tốt. Và máy số 2 này là máy Shimano được sản xuất ở Singapore xuất Nhật nha. Máy số 2 có giá 220.000, máy nặng là 237. Tiếp đến là máy số 3. Máy số 3 thì đem có là một con máy của Olympic nha. 700, tên của nó là 700 nhé. Còn size thật của nó đây, cước số 3 vào được 115m. Size của nó là 2.000, có Rito là 5.13. 5.13 thì những con này người ta câu lua rê rất là ok luôn. Con này nước sơn không phải sơn rin nhé. Con này thì cái nước sơn nó hơi, nó không được đẹp một xíu, nó có bong tróc. Cối thì khá là ok, con này cối có sơn nhỏ xíu thôi. Còn những vị trí khác rất là mịn, đẹp cối này. Rito rất là nhanh, quay rất mượt. Con này thì được, hoạt động khá là rất là ok. Chỉ có ngoại hình nó không được đẹp một xíu thôi. Êm máy luôn, chốt chặn này, hoạt động tốt, quay vèo vèo vèo. Cái Rito nó là 5.13, nó rất là nhanh. Và máy số 3 này là máy của Nhật nha. Máy số 3 này có giá 240.000, máy nặng là 283g. Con này khá là ok, khá là ngon nha. Size của nó là 2.000. 4. Máy số 4 ở đây em có là một con máy của Ryobi. Con này có Rito là 3.8 nha. Con này thì có bằng carbon, thân và tay quay thì bằng kim loại. Con này tay quay cái phần góc cạnh tay quay nó hơi bám bẩn một xíu này. Size của máy, máy này thì cước số 3 vào được 150m. Con này size 3.000. Mô bin sóng này, lưỡi gà của máy vẫn còn. Ngoại hình con này có hơi trời nhỏ một xíu. Tay quay của máy này, hoạt động của máy. Con này size 3.000 nha. Có bằng carbon, thân và tay quay thì bằng kim loại. Chốt chặn của máy đây, hoạt động tốt. Chúng ta đổi được tay quay trái phải bình thường. Máy khá là nhẹ nha. Và máy số 4 này là máy của Nhật. Máy số 4 này có giá 240.000, máy nặng là 298g ạ. Tiếp đến là máy số 5.
Máy số 5 ở đây em có cũng là một con máy của Ryobi. Con này dòng CX2B, cấu bằng carbon, thân và tay quay bằng kim loại. Con này thì ngoại hình khá sáng nhé. Cấu cũng khá là ok, sờn rất là nhỏ trên cối. Mô vi sóng này, lưỡi gà của máy vẫn còn. Cứ số 3 vào được 200m, cứ số 4 vào được 130m. Thì con này em báo xa tầm khoảng 3.000 nha. Đây, con lanh của nó. Gà cướp, hoạt động tốt. Chúng ta đổ được tay quay trái phải bình thường. Thân thân của máy này, nước sơn khá là ok luôn. Cái lực quay của máy này rất là nhẹ luôn. Chốt chặn, hoạt động tốt. Chúng ta đổ được tay quay trái phải bình thường nha. Con này thì quay rất là nhẹ, tay quay mới đẹp. Và máy số 5 là máy của Nhật. Máy số 5 có giá 280.000. Máy nặng là 326 g. Tiếp đó là máy số 6. Máy số 6 thì đang có là một con máy Olympic dòng VX700. Tên của nó là 700 nha. Còn size thực của nó đây, cứ số 3 vào được 110m là size 2.000. Đấy, còn nếu mọi người cứ bảo là cái 700 này là size 700 thì mọi người có thể chọn máy khác chứ cứ phải cố chấp những chọn những con này thì bắt tên nó trùng mày sai em báo cùng sai thì không thể chấp nhận được nha mọi người. Đấy, báo cái sai máy này thể hiện ở thông số cước à. Cước số 3 vào được mà 110m, cước số 4 vào được 75m, con này size 2.000, con lanh của nó này. Gà cước hoạt động tốt. Con này thì ngoại hình bên ngoài khá là ok, chỉ có cối một vài điểm nó sờn nhỏ trên cối này. Cái tay quay của máy đây, chúng ta đổ được tay quay trái phải. Con này bên ngoài nó ốp một cái lớp carbon bên cái thân máy. Hoạt động của máy đây, con này cũng vậy, quay rất là nhẹ luôn. Chốt chạy, hoạt động tốt nha. Chúng ta đổ được tay quay trái phải bình thường. Và máy số 6 này là máy của Nhật. Máy số 6 này có giá là 220.000, máy nặng là 230 g ạ. Tiếp đó là máy số 7. Máy số 7 thì đang có là một con máy của Ryobi dòng Carbonate 70. Con này thì toàn thân bằng carbon nhé. Con này thì có trọng lượng nhẹ thôi. Con này có lớp tem nó hơi rách nhẹ này. Và size con này thì tầm cũng khoảng là size tầm khoảng cước số 3 này vào được 70m. Con này size tầm khoảng 1.000 nha mọi người. 1.000 thôi. Tầm 1.500 á, con lanh của nó. Gạt cước hoặc làm tốt. Cước số 3 vào được 65m thì size 1.000. Con này thì size 1.000 đấy, em báo size 1.000. Quay khá là nhẹ luôn ạ. Chốt chặn đây, hoạt động tốt. Chúng ta đổ được tay quay trái phải bình thường. Và máy số 1 này là máy của Nhật. Máy số 1 này có giá máy số 7 này máy của Nhật. Máy số 7 này có giá 220.000. Máy nặng là 211 g. Và tiếp đó là máy số 8. Máy số 8 thì đang có là một con máy của Shimano. Con này dòng Navi XT3000 nha. Con này cố là bằng kim loại. Con này thì cái đơn vành này rất là đẹp luôn. Hình như là sờn, không có phải là sờn gì lắm đâu. Trên thân và trên cối của nó này. Con này size thật của nó là 3.000, cứ số 3 vào được 150m. Con này tên của nó với size của nó là trùng nhau nha. Con lanh của nó này. Chỉ có một vài dòng máy thì nó, nhất là những dòng máy lua thì nó có thông số tên và size thì trùng nhau thôi. Còn những một số máy khác thì nó không có trùng nha mọi người. Có sờn, con này có sờn trên thân máy. Và chạy bằng 4 bạc đạn ạ. Dòng Navita. Và cước hoạt động tốt. Những con này chúng ta câu lua ra. Không thể ngon hơn nữa đâu. Con này chúng ta câu lua ra khá là ok luôn. Cối dài, ta ra dây rất là nhanh. Và có chống trả ngược nha. Con này có chống trả ngược. Size của máy là 3.000. Rất là mượt. Và máy số 8 là máy của Shimano được sản xuất ở Malaysia xuất Nhật. Máy số 8 có giá là 800.000. Máy nặng là 346 g. Tiếp đó là máy số 9. Máy số 9 ở đây em có là một con máy của Daiwa dòng Regen Z 2500 thế này nha. Con này thì cố là bằng kim loại này. Thân và tay quay thì bằng carbon, chạy bằng 4 bạc đạn. Con này chạy bằng 4 bạc đạn nha. Mô vi sóng, lưỡi gà của máy vẫn còn. Đổi được tay quay trái phải, con lanh của nó này. Gạt cước đây, hoạt động tốt. Và size của máy này size 3.000 nha. Con này size 3.000. Có trầy xước, con này ngoại hình có trầy xước nhỏ. Nhưng mà cối của máy rất là sáng luôn. Con này cối mà sáng mới đẹp. Chạy bằng 4 mặt đạn. Rất là mượt. Con này nhẹ mượt luôn ạ. Con này size 3.000. Đây bên vành này nó hơi bên bong tróc sơn nhỏ xíu chỗ này thôi. Còn nước sơn của máy trên thân máy thì khá là sáng luôn.
Vị trí này rất là mới đẹp nha. Lưỡi gà của máy vẫn còn nha, đổi được tay quay trái phải. Máy dòng đa qua chạy từng 4 mặt đàm. Và máy số 9 này là máy của Nhật nha. Máy số 9 này có giá 480.000, máy nặng là 315 g. Tiếp đến là máy số 10. Máy số 10 thì đem có là một con máy Daiwa GS750 nha, dòng Roadster. Con này thì có khá xấu, con này có xấu nha, nó sờn với nó bong hết cái mực in trên cối rồi nha mọi người. Size con này thì tầm size cũng khoảng là 3.000. Mô bên sóng này, lưỡi gà của máy vẫn còn. Đây, nó bong hết rất là chung là con này báo ngoại hình xấu đây. Đấy. Có trục sáng đôi, con này thiết kế kiểu có trục thật sáng đôi nha, con lăn của nó đây. Con lăn của nó thì bằng đá sứ nha. Gạt rớt đây. Đấy, hoạt động tốt. Con này chỉ có ngoại hình là xấu thôi. Dòng cối dài. Chúng ta ra dây rất là nhanh chóc chạy đây, hoạt động tốt. Chúng ta đủ được tay quay trái phải nha. Quay rất là nhẹ. Con này thì hoạt động khá là ok. Con này thì ngoại hình nó hơi sợ, nó xấu nhé. Em bán ngoại hình xấu. Và máy số 10 này là máy của Nhật nha. Máy số 10 này có giá 290.000, máy nặng là 280 g. Tiếp đó là máy số 11. Máy 11 thì một dòng nó cũng tương tự giống như máy số 10 nha. Con này dòng Daiwa, dòng Longcastwool này. Đấy, cũng GS850Z, dòng Spotlight. Cũng có trục xoắn đôi ở phần trục ở dưới này. Những cái trục máy mà có trục xoắn đôi thì nó sẽ bền. Thứ hai là cảo rất là khỏe nha. Gạt cước của máy. Gạt cước của máy ok nha mọi người. Mô bên sóng này, lưỡi gà của máy vẫn còn. Máy này thì có cái chế độ, đây là chế độ vào cước tiết kiệm. Cước số 4 thì vào được 100m thôi. Còn đây là chế độ vào cước bình thường của máy này. Cước số 5 vào được 150m, cước số 6 vào được 120m. Thì con này size đến 5.000 nha. Ngoại hình thì cũng có hơi sờn ở trên cối như thế này. Đấy, sờn cối. Máy này thiết kế theo kiểu là trục sáng đôi. Chạy bằng 3 bạc đạn. Có Reto là 5.2. Ngoại hình thì các bạn nhìn vào nó hơi tối một xíu. Tùy cái màu sơn của nó này. Con lanh của nó đây. Con lanh này rất mới đẹp. Tay quay của máy này. Máy này cối bằng kim loại nha. Thân bằng carbon tay quay nhôm nha. Đổ được tay quay trái phải. Nấm tay quay cán gỗ như thế này. Size của máy là 5.000. 5.000 dòng này thì nó nhìn nó cối nó hơi nhỏ bởi vì nhưng mà nó sẽ có chiều cao đó. Nên nó khả năng vào dây này cũng giống như thông số cước của nó thôi. Con này thì cảm giác nó hơi khô dầu một xíu. Và máy số 11 là máy của Nhật nha. Máy 11 này có giá 520.000, máy nặng là 415 g. Tiếp đó là máy số 12. Máy 12 đem có là một con máy Daiwa dòng Sprinter S850. Con này cối bằng carbon, thân và tay quay thì bằng kim loại. Tay quay của máy thì rất là đẹp như thế này. Con này thì cước số 4 vào được 150m. Con này size 4.000 nha. Mô bên sóng này, lưỡi gà của máy vẫn còn. Con lăn của máy này. Gạt cước, hoạt động tốt. Chúng ta đổ được tay quay trái phải. Size của máy là 4.000. Hoạt động của máy rất nhẹ. Con này thì hoạt động khá là ok. Cố là bằng carbon nha. Và máy số 12 này là máy của Nhật. Máy 12 này có giá 320.000, máy nặng là 437 g. Tiếp đó là máy số 13. Máy 13 đang có là một con máy Olympic dòng Spark V250. Con này toàn thân bằng kim loại nha. Con này thì cái nước sơn ở trên thân máy nó băng này. Nó băng ở trên nước sơn trên thân máy như vậy. Con lăn bằng đá sứ, khá là mới đẹp. Mô bên sóng này, lưỡi gà của máy vẫn còn. Con này xa tầm khoảng 5.000 đến 5.500 nha. Tại vì nó không có ghi thông số cước. Thì dựa vào hai cái ngoại hình hai con này. Đấy. Con này sẽ xa lớn hơn. Nhìn khỏi ngoại hình lớn hơn. Thì con này xa tầm khoảng 5.500. Tay quay nó xấu. Tay quay một xíu chỗ này. Gạt cước hoạt động tốt. Một bên sóng, lưỡi gà của máy vẫn còn. Con này thì nó hơi xấu. Ngoại hình một xíu ở trên thân, trên cái cố thôi. Còn hoạt động của nó này. Đấy, ok. Chốt chặn ạ, hoạt động tốt. Chúng ta đổ được tay quay trái phải bình thường. Những vị trí khác thì nước sơn của máy vẫn còn khá là sáng. Chứ một vài điểm đó bị bong tróc thôi. Cái gạt cước, con này gạt cước rất là đẹp. Mới sáng. Quay rất là nhẹ nha. Size của nó tầm 5.500.
Và máy số 13 này là máy của Nhật. Máy 13 này có giá 370.000, máy nặng là 480 gram. Tiếp đó là máy số 14. Máy 14 ở đây em có là một con máy của Daiwa. Con này thì dòng dòng này thì dòng cối chết nha mọi người, mô pin chết, mô pin tĩnh ấy. Và size con này thì sầm size lớn, nó có số 6 vào được 200m, có số 8 vào được 150m. Thì size đến là 8.000 luôn ạ. 8.000, nhưng ngoại hình nó thì nó cũng không lớn lắm. Con này em báo size tầm 17.000 nha. Tại vì thay ngoại hình em thấy nó cũng không lớn lắm so với size 8.000. Gạt cước này hoạt động tốt. Tay quay đổ được tay quay trái phải. Con này cối thân bằng carbon, tay quay nhôm nhá, đổ được tay quay trái phải. Và máy này thì không có xả được sabun nhá. Con này người ta kéo trực tiếp cá vào luôn, câu gần, câu rạn, câu sông suối nhá. Đánh lục nó không chọn được con này, đánh lục đánh biển sang cá lớn không chọn được nha. Chốt chạy hoạt động tốt. Quay rất là mượt. Con này quay nhẹ mượt êm luôn. Hoạt động khá là ok. Đổi được tay quay trái phải. Máy 14 này là máy của Nhật. Máy 14 này có giá 350.000, máy nặng là 432 gram. Con đó thì ngoại hình mới sáng. Tiếp đó là máy số 15. Máy 15 ở đây em có là một con máy Olympic dòng Golden Cup G40. Con này chạy bằng hai bạc đạn, toàn thân là bằng kim loại nha. Cối bộ bên sóng lưỡi gà của máy vẫn còn. Con này này thì ngoại hình nó có trài xước một vài điểm như thế này, chạy bằng hai bạc đạn. Xa máy này tầm xa 7.000, với độ lớn cối như thế này là xa 7.000 nha. 6.500 đến 7.000. Con lanh của nó này, cái vành đây thì nó không được đẹp một xíu, nó bong với nước sơn đây. Gạt cước hoạt động tốt. Chúng ta đổi được tay quay trái phải. Đấy, dòng này cái tay quay nó muốn siết tay quay hay là tháo tay quay, mọi người vặn nhiều vòng thế này giùm em nhé. Nó không phải là cái dòng là có một số dòng máy là cần siết tay quay hay tháo tay quay, chúng ta chỉ cần xoay một vòng chúng ta thả vào là nó khớp vào ga liền. Những con này là nó phải xoay nhiều vòng. Đấy, chứ không phải là xoay một vòng mà thả vào là khớp vào vai vào cái gai. Một số khách bảo là cái này nó bị lỗi ren là tuột ren rồi, mọi người có xoay hết vòng nó vẫn còn xoay được, mọi người có xoay nữa, xoay chừng nào mà nó không còn xoay được nữa thì mới là hết cái ren của nó. Chạy bằng hai bạc đạn. Và máy số 16 này là máy của Nhật. Máy 16 này có giá 520.000, máy nặng là 572 gram. Và tiếp đó là máy số 17. Máy 17 ở đây em có là một con máy LED Go 300. Đây, con này cũng chạy bằng hai bạc đạn nha. Con này cũng Olympic, chung là xa hai con này thì nó cũng tương đồng nhau. Máy số 16, 17 thì tầm xa cũng là 6-7.000, tầm khoảng 7.000, 6-7.000 đây. Tại vì nó không có thông số cước thì em báo dựa vào độ lớn của cối. Mô pin sóng này, lưỡi gà của máy vẫn còn, toàn thân bằng kim loại. Đây. Ngoại hình thì trên cối nó có sơn nhẹ, nước sơn một vài điểm thôi. Đổ được tay quay trái phải, con lên của máy này. Gạt cước này, hoạt động tốt. Chúng ta đổ được tay quay trái phải bình thường, quay rất là nhẹ luôn. Máy này hoạt động khá là ok nha. Chốt chặn đây, hoạt động tốt. Máy này quay nhẹ mượt. Và máy số 17 này là máy Nhật của Nhật. Máy 17 này có giá 520.000, máy nặng là 508 gram. Và tương tự máy số 18. Máy 18 ở đây thì em có con này size lớn, size này tầm khoảng là 8.000. Bởi vì dòng nó cũng ngoại hình nó lớn hơn con này nhiều nha. Đấy. Nhưng mà nó cũng không có ghi thông số cước, thì dựa vào cái ngoại hình của nó với độ lớn của cối em báo thôi. Con này thì nước sơn nó là nước sơn, không phải nước sơn rin nha mọi người. Chạy bằng hai bạc đạn. Cối thì rất là đẹp, con này cối khá là sáng cối luôn. Mô pin sóng này, lưỡi gà của máy vẫn còn, con lanh của nó này. Gạt cước hoạt động tốt. Chúng ta đổi được tay quay trái phải bình thường. Đấy, con này ngoại hình khá là mới đẹp, nhưng mà con này có cái nhược điểm là nó bị xào bạc đạn. Đấy. Xào bạc đạn khách, chúng ta có thể về chúng ta thay bạc đạn, ta xào chốt chặn đây, hoạt động tốt. Còn cứ thích để tiếng kêu như vậy thì cũng không sao, chúng ta vẫn chức năng nó không có ảnh hưởng gì cả. Để khi quay vào nó có tiếng kêu thế này không? Và máy số 18 là máy của Nhật. Máy 18 này có giá 400.000, máy này là 572 gram, size của nó là tầm 7-8.000 nha mọi người. Tiếp đó là máy số 19. Thì ngày hôm nay em máy 19 và máy 20 ở đây em có là hai con máy cối nông, mô pin chết nhá. Con này là máy 19 này là dòng Shimano GT 6.000. Có Ryoto là 3.8. Cối thân bằng carbon, chúng là con này cối thân bằng carbon, tay quay nhôm nhá. Đổi được tay quay trái phải. Đây ạ, ngoại hình máy này. Size của máy là 6.000, chạy bằng hai bạc đạn.
Những con này khách ta câu gần câu rạn sông suối, không có dùng mà đánh đánh lục được nha mọi người, và cũng không có câu biển sang cá lớn được. Con lanh của nó đây. Đấy, con lanh bên trong rất là sáng bóng nha. Gà cước hoạt động tốt. À, em báo con này size 6.000 luôn theo thông số cước, theo cái tên của máy luôn. Những con này thì thường là hay theo tên của máy, nhưng mà sức cạo những con này thì khá là khỏe, nó cạo tương đương với máy size 10.000 đối với những con máy thông thường nha mọi người. Vì cố nó lớn và cái trục nó sẽ lớn, nó cạo rất là khỏe. Đấy. Vào dây thì ít thôi, vào dây tương đương với máy 6.000 thôi. Đấy, chốt chặn này, hoạt động tốt. Chúng ta đổ được tay quay trái phải bình thường. Máy ngoại hình thì có sờn nhẹ một vài điểm thôi, có sờn nhé, nhưng mà không đáng kể lắm. Em nhìn vào thì cũng khá là sáng máy, chạy bằng hai mặt đạn. Và máy số 19 là máy của Nhật. Máy 19 này có giá 450.000, máy nặng là 593 gram. Và tiếp đó là máy số 20, máy cuối cùng. Máy 20 ở đây em có là một con máy của Daiwa 30T thế này nha. Con này thì thông số cước của nó thì nó tầm size tầm khoảng là 4.000 thôi, và cước rất là ít. Con này cũng là mô pin chết, cuối năm mô pin chết. Với lại con này nó còn một lượng dây PE, dây nhựa siêu bền trong này rất là đầy, dây PE này khá là đầy vào rất là đẹp. Ngoại hình thì con này nó có sờn một phần đuôi máy như thế này. Ngoại hình của máy. Máy này đèn cối khá là sáng, và con này cũng là máy cối nong mô bin chết, khách đánh lục đánh biển không chọn con này được nha mọi người. Và có ria tô là 5.1. Xa thì cứ tầm khoảng là vào cước là cước số 3 vào được là 200 m. Tầm khoảng xa 4.000 đối với vào thông số cước. Còn sức tải của nó thì tầm xa cũng khoảng là 7 đến 8.000 nha. Hoạt động thì khá là ok. Quay nhẹ mượt có ria tô là 5.1. Chốt chặn đây, hoạt động tốt. Chúng ta đổ được tay quay trái phải bình thường. Có trà nhẹ. Và máy số 20 này là máy của Nhật nha. Máy 20 này có giá 580.000, máy nặng là 520 gram. Và con này có ria tô là 5.1. Những con này khách câu gần, câu rạn, hoặc là có một số khách ta câu lua vẫn thích chọn những con này được. Vì kéo trực tiếp vào vào luôn và không cần phải cần vào dây nhanh thì chọn con này. Và em mới vừa giới thiệu xong lô gồm có là 20 máy câu của mình ạ. Mọi chi tiết xin liên hệ với số điện thoại là 0974088309, hoặc là kết nối Zalo qua số 0766609682 ạ. Em xin cảm ơn mọi người, em xin chào mọi người ạ.